Tin sáng ngày 8 tháng 1, Nga mất hai tổ hợp tên lửa Panzer. S-300 của Nga đánh vào Donetsk, làm thiệt mạng nhiều dân thường và trẻ em. Ba nước NATO ký thỏa thuận ra phá bom mìn ở Biển Đen. Quân đội Israel kết thúc trận chiến ở phía Bắc Gaza. 6 người Palestine thiệt mạng vì cuộc tấn công của Israel ở phía nam thành phố Jenin. Lãnh đạo phong trào thanh chiến, Mỹ không phù hợp để hòa giải cuộc khủng hoảng Gaza. Trung Quốc Mô hình bánh mì hai nhân dân tệ mọc lên ồ ạt Triều Tiên chế diễu khả năng quốc phòng của Hàn Quốc Hòa hoạn ở trại tị nạn Bangladesh thiêu dụi hơn 1.000 nơi trú ẩn Sau 3 tháng, những người Afghanistan sống sót sau trận động đất muốn xây dựng lại cuộc sống Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 8 tháng 1 của DKN Sau đây là phần nội dung chi tiết Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột. Cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Ukraine đã phá hủy hai hệ thống phòng không Panzer S1 của Nga vào hôm qua. Thông tin từ Ukraine cho biết, việc phá hủy hai tổ hợp tên lửa Panzer S1 là một trong những nỗ lực mới nhất của Kyiv nhằm tiêu diệt các tài sản quan trọng và vũ khí trên mặt đất của Nga. Cơ quan quân sự Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các máy bay chiến đấu của cơ quan tình báo Ukraine đã hạ gục hai hệ thống phòng không Panzer S-1 ở khu vực biên giới Belgorod của Nga. Ivan Fedorov, thị trưởng lưu vong của thành phố Melitopol, Ukraine, cho biết thêm hệ thống phòng không của Nga gần đất nước hóa ra đã bị lộ. Ukraine đang săn lùng mạng lưới phòng không của Nga như hệ thống phòng không Panzer để hạn chế sức tấn công liên tục của chính quyền Moscow. Quân đội Ukraine cũng tập trung các nguồn lực để loại bỏ các hệ thống phòng không tầm ngắn khác trên mặt đất của Nga như hệ thống to, các hệ thống phòng thủ tầm xa như S-300 và S-400 vốn được sử dụng rộng rãi để chống lại Kyiv và các vùng lãnh thổ khác của Ukraine. Truyền thông Ukraine hôm qua đăng tải báo cáo sơ bộ của dịch vụ khẩn cấp nước này cho biết có 11 người Ukraine đã thiệt mạng sau cuộc tấn công bằng tên lửa S-300 của Nga nhằm vào thị trấn Petrovsk, tỉnh Donetsk, phía đông Ukraine hôm thứ Bảy. Trong số những người thiệt mạng có 5 trẻ em, có thêm 8 người khác bị thương và 3 ngôi nhà dân sự bị hư hại nghiêm trọng. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành để tìm kiếm 4 người, trong đó có 2 trẻ em đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ở làng Ripney, gần đó, lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm 6 người, trong đó có 3 trẻ em dưới đống đổ nát. Giới chức Ukraine cho biết các hoạt động cứu hộ đang tiếp tục. Một đội gồm 20 nhân viên cứu hộ và 3 thiết bị đang tham gia vào hoạt động cứu hộ đang diễn ra, Việc xác định danh tính các nạn nhân đang được tiến hành. Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria sẽ ký thỏa thuận chung về giả phá bom mìn chung ở Biển Đen vào tuần tới. Ông Todo Tagerev, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bulgaria, đã chính thức công bố điều này. Vì mục đích này, các nước sẽ thành lập một nhóm hành động bom mìn. Nhiệm vụ của nhóm này sẽ bắt đầu sau khi ký kết các thỏa thuận liên quan. Mìn vẫn đang rơi xuống các vùng của Biển Đen gần Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria từ cuộc chiến của Nga và Ukraine. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bulgaria, các nước đã làm việc về thỏa thuận này từ cuối mùa hè năm 2023. Ông này chia sẻ rằng các bên đã đạt được thống nhất về các nội dung then chốt của thỏa thuận và nhiệm vụ này sẽ sớm bắt đầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bulgaria nói thêm rằng hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine gây ra rủi ro cho lãnh thổ khu vực Biển Đen và an toàn hàng hải. Và để giảm thiểu những rủi ro này, hải quân của ba nước phải tham gia giả phá bom mìn. Tạp chí Militani thông tin rằng lực lượng quét mìn chung của thổ nhĩ kỳ romania bulgaria sẽ không được coi là hoạt động của nato nhưng đây sẽ là hành động chung lớn đầu tiên của các đồng minh biển đen kể từ khi nga tiến hành cuộc chiến vào mùa thu năm ngoái tư lệnh hải quân thổ nhĩ kỳ đang phản hồi sự hiện diện của lực lượng hải quân từ các đồng minh nato khác bao gồm cả hoa kỳ ở biển đen theo phía thổ nhĩ kỳ sự hiện diện của tàu thuyền từ các quốc gia ngoài biển đen có thể làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực Quân đội Israel ra tín hiệu rằng họ đã kết thúc trận chiến lớn ở phía Bắc Gaza, đồng thời cho biết họ đã hoàn thành việc tháo rỡ cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas ở khu vực này khi cuộc chiến bước sang tháng thứ tư. Theo người phát ngôn của lực lượng quân sự Israel, chuẩn đô đốc Daniel Harari, cho biết rằng các lực lượng của họ sẽ tăng cường phòng thủ dọc hàng rào biên giới Israel, Gaza và tập trung vào khu vực trung tâm và phía nam của Gaza. Thông báo này được đưa ra trước chuyến thăm Israel của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Các quan chức chính quyền Biden, bao gồm cả ông Blinken, đã nhiều lần kêu gọi Israel giảm bớt các cuộc tấn công trên bộ và trên không dữ dội ở Gaza và chuyển sang các cuộc tấn công có chủ đích hơn nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas để ngăn chặn tổn hại cho dân thường Palestine. Trong những tuần gần đây, Israel đã giảm bớt quy mô tấn công quân sự ở phía bắc Gaza và tăng cường tấn công ở phía nam. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn luôn khẳng định chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được mục tiêu loại bỏ Hamas trao trả các con tin của Israel và đảm bảo rằng Gaza sẽ không trở thành mối đe dọa đối với Israel. Sáu người Palestine đã thiệt mạng vào hôm qua trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào khu vực phía nam thành phố Jenin ở bờ Tây bị chiếm đóng. Theo Bộ Y tế Palestine, sáu công dân đã thiệt mạng do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào một đám đông thường dân ở phía nam Jenin. Lực lượng quân đội của Israel đã xông vào thành phố Nablus, từ cửa ngõ phía Tây, họ đột kích vào một số tòa nhà dân cư ở khu Al-Mazin và triển khai lính bắn tỉa trong khu vực và các cuộc đụng độ liên tục diễn ra. Nguồn tin cho hay, quân đội Israel liên tục tăng cường các cuộc tấn công vào nhiều khu vực khác nhau ở bờ Tây. Anwar Abu Ta, một nhà lãnh đạo cấp cao của phong trào thành chiến Hồi giáo, nói rằng Hoa Kỳ đồng lõa trong cuộc chiến của Israel ở Gaza và không có tư cách làm trung gian giữa các nhóm kháng chiến có trụ sở tại Gaza và chế độ Tel Aviv cũng như xúc tiến cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Tuyên bố của nhà lãnh đạo cấp cao của phong trào thành chiến này nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel nhằm vào Gaza và mô tả việc rút quân Israel là một trong những điều khoản bắt buộc để bắt đầu các cuộc đàm phán về trao đổi người Palestine và tù nhân Israel. Anwa Abuta nhấn mạnh. Ba kỳ không phải là người hòa giải trong cuộc chiến ở Gaza, mà là đồng phạm trong tội ác của những người theo chủ nghĩa phục quốc do Thái. Ông này nói rằng không thể chấp nhận được bất kỳ cuộc đàm phán nào về tình hình hậu chiến ở Gaza và các vấn đề quản trị vùng đất này, và rằng việc Israel ám sát quan chức cấp cao của Hamas, Saleh al-Adori và một số chỉ huy quân sự kháng chiến ở Lebanon đã khiến các cuộc hòa giải trở nên khó khăn. Kết thúc năm 2023, hơn 120.000 cửa hàng bánh ở Trung Quốc đã đóng cửa, thay vào đó là sự xuất hiện bất ngờ của các tiệm bánh mì giá hai nhân dân tệ. Dữ liệu cho thấy tính đến tháng 10 năm 2023, đã có hơn 120.000 cửa hàng bánh ở Trung Quốc đã phải đóng cửa và 122.000 cửa hàng mới mở cửa. Tốc độ tăng trưởng của các cửa hàng bánh mì trên toàn quốc vào năm 2023 là 1%. Báo cáo cũng cho thấy trong số các cửa hàng bánh đóng cửa có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thương hiệu bánh nướng Christine được cho là đã đóng cửa tất cả các cửa hàng vào năm 2023 và bán thanh lý tài sản để trả nợ, trong khi chỉ 2 năm trước đó, thương hiệu này vẫn còn rất nổi tiếng. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2023, thương hiệu này chỉ còn lại 7 cửa hàng trên Timon và Dojin. Một công ty làm bánh khác là Hutoju đã đóng hàng loạt cửa hàng, thương hiệu bánh mì mới nổi của Trung Quốc là Tianjinsi cũng đã biến mất khỏi thị trường. Vào tháng 2 năm 2023, khách một thương hiệu bánh nướng cao cấp ở Thâm Quyến, một thương hiệu nổi tiếng trên mạng cũng đã đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình. Vào tháng 5, thương hiệu bánh ngọt Pháp Lenoche cũng đã phải đóng cửa hàng cuối cùng ở Trung Quốc đại lục. Đến cuối tháng 7, thương hiệu Thượng Hải Dicka với định vị là một tiệm bánh cao cấp cũng đã đóng cửa trong lặng lẽ. Thống kê của Meituan cho thấy, thời gian tồn tại trung bình của các cửa hàng bánh mì Trung Quốc là 32 tháng, với 57,7% cửa hàng đóng cửa trong vòng 2 năm và chỉ 23,8% cửa hàng bánh mì có thể tồn tại trên 4 năm. Trong khi các cửa hàng bánh nổi tiếng đóng cửa, một số tiệm bánh hai nhân dân tệ mọc lên như nấm. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, đã có một làn sóng kinh doanh bánh mì hai nhân dân tệ trên khắp Trung Quốc. Chỉ riêng trong tháng 10, nhiều tiệm bánh hai nhân dân tệ đã mở tại các thành phố như Tế Nam, Thanh Đảo, Đại Liên, Nam Ninh, Côn Minh, Nam Kinh, Hợp Phì, Từ Châu và Ninh Đức. Các tiệm bánh hai nhân dân tệ cũng đã xuất hiện ở các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh và Quảng Châu và bắt đầu có thương hiệu trở thành chuỗi cửa hàng. Lý do khiến các thương hiệu bánh mì cao cấp liên tục đóng cửa các cửa hàng là vì chi phí cho mặt bằng, yêu cầu showroom, chi phí quảng cáo, nhân công và các chi phí khác cao hơn và giá thành sản phẩm cũng đắt đỏ hơn. Với sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc, thu nhập của người dân cũng giảm xuống, mức tiêu dùng cũng hạn chế. Theo một cuộc khảo sát trên Weibo cho thấy hơn 90% cư dân mạng đã chọn mua bánh mì trong mức 10 nhân dân tệ trở lại. Trong năm năm 2023, các chủ đề như lương tháng 10.000 nhân dân tệ không đủ tiền mua bánh mì và một ổ bánh mì đắt hơn một bữa ăn đã trở thành những tìm kiếm nóng tại đại lục. Với thu nhập không ổn định, việc mua một ổ bánh mì tại Trung Quốc cũng cần được cân nhắc. Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chế nhạo khả năng quốc phòng của Hàn Quốc trong việc phát hiện các vụ phóng vũ khí của Triều Tiên vào Chủ nhật. Bà này bác bỏ tuyên bố của Seoul rằng Triều Tiên đã bắn đạn pháo xuống biển vào ngày hôm trước. Trước động thái này, quân đội Hàn Quốc nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của bà Kim Ji Jong là một cuộc chiến tranh tâm lý cấp thấp và cảnh báo rằng họ sẽ có phản ứng nghiêm khắc trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết Triều Tiên đã bắn đạn pháo gần danh giới biển phía Tây đang tranh chấp của hai đối thủ trong ngày thứ hai liên tiếp. Phía Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn hơn 60 quả đạn hôm thứ Bảy sau khi phóng hơn 200 quả đạn một ngày trước đó. Phía Triều Tiên thừa nhận họ đã bắn pháo vào hôm thứ Sáu, nhưng cho biết họ không bắn một phát đạn nào vào hôm thứ Bảy. Đích thân em gái của ông Kim Jong-un hôm qua cho biết Triều Tiên chỉ cho nổ thuốc nổ mô phỏng âm thanh của pháo binh ở bờ biển để kiểm tra khả năng phát hiện của quân đội Hàn Quốc. Bà Kim jong Jong nói, kết quả rõ ràng như chúng tôi mong đợi, họ đánh giá sai tiếng nổ là tiếng súng và cho rằng đó là một hành động khiêu khích. Và họ thậm chí còn đưa ra tuyên bố sai trái và chơi cháo rằng những quả đạn pháo đã rơi xuống vùng biển phía Bắc. Bà này nói thêm, tôi không thể không nói rằng người dân Hàn Quốc thật đáng thương khi họ giao phó sự đảm bảo cho những người mù như vậy và nộp những khoản thuế khổng lồ. Gọi quân đội Hàn Quốc là bọn xã hội đen và những gã hề mặc quân phục. Bà Kim jong jo Jong cho rằng việc tính toán sai lầm trong tương lai của Hàn Quốc về các động thái của Triều Tiên có thể gây ra một cuộc đụng độ vô tình giữa các đối thủ và điều này gây nguy hiểm cho sự an toàn của Seoul, thành phố 10 triệu dân, nơi chỉ cách biên giới đất liền một giờ lái xe được biết Hàn Quốc đã tiến hành bắn pháo vào thứ sáu để đáp trả cuộc tập trận bắn trước đó của Triều Tiên. Một ngọn lửa đã bùng lên tại một trại tị nạn đông người Rohingya ở quận Cox's Bazar, ven biển phía nam Bangladesh. Ngọn lửa đã thiêu dụi hơn 1.000 nơi trú ẩn và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Thông tin từ một quan chức cứu hỏa và Liên hợp quốc cho biết ngọn lửa bùng phát vào khoảng nửa đêm ngày thứ bảy tại trại Kutupalong ở phía Ukhiya và nhanh chóng lan rộng do gió mạnh. Safi Queen người đứng đầu trạm cứu hỏa Ikuya, nói với báo giới rằng không có thương vong nào được báo cáo. Ông này nói rằng ngọn lửa rất lớn và đã phá hủy khoảng 1.040 nơi trú ẩn trong trại. Lực lượng cứu hỏa phải mất khoảng 2 giờ để kiểm soát ngọn lửa. Đã có 10 đơn vị cứu hỏa được huy động. Hàng nghìn người tị nạn, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã vội vã mang theo đồ đạc chạy đến một bãi đất trống gần đó khi ngọn lửa bắt đầu lan rộng vào dạng sáng ngày Chủ nhật. Họ đã phải chịu cái lạnh trầm trọng trong đêm và đối mặt với một tình thế khó khăn. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc UNHCR cho hay các tình nguyện viên ứng phó hỏa hoạn đã cùng làm việc với lực lượng cứu hỏa để kiểm soát ngọn lửa và việc đánh giá mức độ thiệt hại đang được thực hiện. Hỏa hoạn ở các trại tị nạn thường xuyên xảy ra và trước đây những việc như vậy đã thiêu dụi hàng nghìn ngôi nhà. Vào tháng 3 năm 2023, một trận hỏa hoạn đã khiến hàng nghìn người tị nạn mất nhà cửa tạm thời. Hơn một triệu người tị nạn Rohingya đã trốn sang Bangladesh từ Myanmar trong nhiều thập niên, trong đó có khoảng 740.000 người vượt biên bắt đầu từ cuối tháng 8 năm 2017 để chạy trốn quân đội Myanmar. Điều kiện ở Myanmar đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi quân đội tiếp quản vào năm 2021 và những nỗ lực đưa người tị nạn trở lại đã thất bại. Thủ tướng Bangladesh, Sheikh Hasina, đã nhiều lần tuyên bố rằng những người tị nạn sẽ không bị trả về và các nhóm nhân quyền cho rằng điều kiện ở Myanmar không thuận lợi cho việc hồi hương. Người Rohingya theo đạo hồi phải đối mặt với sự phân biệt đối xử rộng rãi ở Myanmar, nơi có đa số theo đạo Phật và họ bị từ chối quyền công dân cùng các quyền hiến định khác. Vào năm 2023, Hoa Kỳ đã xác nhận các báo cáo về hành động tàn bạo hàng loạt đối với dân thường của quân đội Myanmar trong một chiến dịch có hệ thống chống lại người dân tộc thiểu số. Hoa Kỳ cáo buộc sự đàn áp tàn bạo của người Rohingya ở Myanmar tương đương với tội diệt chủng. Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương ở phía tây Afghanistan. Sau 3 tháng trôi qua, những người sống sót vẫn đang cố gắng vật lộn để xây dựng lại cuộc sống. Một số gia đình đang sống trong những căn liều bạt màu ở huyện Zindajan, tâm trấn của trận động đất ở tỉnh Herat, nơi mọi ngôi nhà đều bị san phẳng. Mọi người chịu đựng điều kiện mùa đông với sự giúp đỡ của các khoản quyên góp và đức tin nhưng dường như họ vẫn hy vọng về những gì ở phía trước những hình ảnh về trận động đất vẫn ám ảnh tâm trí những người may mắn sống sót và chúng càng nặng nề hơn với những đứa trẻ trong những căn lều tạm bỡ những người dân ở jindajan đang cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn và lạnh giá một người dân có một ngôi nhà khang trang với 6 phòng trước trận động đất giờ đây anh trú ẩn dưới tấm bạt và ga trải giường cùng vợ con anh ta nói rằng mình biết ơn những nỗ lực cứu trợ nhưng vẫn suy nghĩ về những biện pháp phục hồi lâu dài hơn Người đàn ông này nói, nông nghiệp của chúng tôi đã bị phá hủy, tài sản và cuộc sống của chúng tôi đã bị phá hủy, những gì họ đưa cho chúng tôi chỉ là tạm thời, hai bao gạo và hai bao lúa mì, chúng ta cần tự làm nông nghiệp. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây xin kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Mai Anh xin kính chào quý vị.